Yes, chào anh em và tôi Nguyễn Tục Sơn đã quay trở lại với bạn đây. Thì trong video này, như đã hứa với anh em thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em về case study làm thành công từ một học viên mà bạn này rất đặc biệt nha các bạn. Bạn ấy ra được một sale đầu tiên nhưng không phải là sale nhỏ mà sale này là 220 đô và chỉ trong một ngày thôi. Một ngày thôi làm được một sale là 220 đô rồi các bạn. Đây cho các bạn xem nhé. Đây này, bạn ấy làm ra một ngày, duy nhất một ngày thôi là ra được một sale là 220,32 đô, mà tính ra tiền Việt đó, đó khoảng là tương đương là 5 triệu mốt rồi tới điểm hiện tại đấy, 5 triệu mốt một sale. Bạn thấy tuyệt vời không nào? Thì trong video này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về case study, cái cách, cái chiến lược và cái bài học mà chúng ta có thể học được thông qua về cái cách làm của bạn này. Và cái câu chuyện của bạn này á, vô cùng truyền cảm hứng. Tại vì sao? Thứ nhất nha, bạn ấy đang sinh sống tại Nhật Bản và dường như khi mà bạn ấy làm ở bên đây thì không có quá nhiều cái thời gian để có thể làm với Clickbank. Và bạn ấy tận dụng những cái thời gian nhàn rỗi nhất của bạn ấy vào những cái buổi khi mà bạn ấy đi làm về. Và bạn biết rồi đó, khi mà làm bên Nhật đó thì cái thời gian nó khắt khe lắm, bạn dường như mà mình phải làm việc rất là nhiều giờ một ngày. Nên nó dường như về nhà là nó mệt lắm rồi, không thể nào mà có thể làm được đúng không nào? Nên nó thông qua cái bài học này chúng ta cần phải là tuyên dương cái tinh thần vượt khó của bạn ấy. Thì bạn như vậy này, bạn ấy không hề có kinh nghiệm làm Clickbank hay là làm Affiliate trước đây. Đó, và bạn ấy là một trang giấy trắng mới tinh khi mà học từ tôi. Và dường như đó thì bạn ấy cũng không có máy tính luôn nha bạn. Bạn ấy chia sẻ với tôi rằng là em không có máy tính để thực hiện và mọi thao tác rất là khó khăn khi mà em làm trên điện thoại. Nhưng ở cuối cùng cái kết quả nó đã đến khi mà thực sự có một cái niềm tin đủ lớn đúng không nào? Đây nhá, thì tôi chia sẻ cho mọi người về cái chiến lược mà bạn này đang làm. Ở đây. Đó, đây thì tôi chụp lại cái đoạn chat mà bạn ấy có nhắn cho tôi. Thì đây là cái kết quả đây. Cảm ơn anh vì những chia sẻ đầy nhiệt huyết. Đó, các bạn nhìn thấy này. Thì khi mà bạn ấy làm đó, bạn ấy ra được là 248 lượt click. Và trong đó là có một sale. Bên cạnh đó thì bạn nó có 4 up sale. Một sale là 24 đô phải 80. 4 up sale là trị giá là 195 đô. Và tổng sale á, mà bạn ấy bán được từ duy nhất một khách hàng thôi á, là đã là 220,32 đô. Bạn thấy tuyệt vời không nào? Đó, rất là tuyệt vời đúng không? Đây mới chỉ là kết quả từ một học viên duy nhất thôi. Và sau đó thì ngay lập tức tôi đăng cái kết quả này lên trên group. Và tôi chia sẻ về case study này cho những anh em trong học viện Clickbank chuyên sâu. Thì tôi bật mí hết tất cả những cái bài học cũng như là về cái chiến lược mà bạn này đã làm thành công. Đó, thì cái ngách mà bạn ấy đang làm đây là về cooking. Về cooking. Và cái sản phẩm mà bạn ấy đang làm ở đây đó là 28 ngày keto. 28 ngày keto. Tuy nhiên rằng là tôi khuyến nghị với anh em á, là mình đừng có lao vào để mình làm một cái ngách cùng với nhau. Giống như đây này, tôi search thử cái từ khóa cái tên kênh của tôi lên, tôi copy ra và tôi dán vào đây thì tôi thấy đó, cả nghìn anh em đang làm một cái kênh giống hệt như tôi, chủ đề giống như tôi. Đó thì như vậy thì dường như chúng ta không có bất kỳ một cái sáng tạo nào đúng không? Bởi vậy á, là những cái ngách mà tôi đang làm thành công thực tế mà ra kết quả thì tôi chỉ có thể nào mà chia sẻ trong cái lớp huấn luyện Clickbank chuyên sâu thôi. Bởi vì trong cái chương trình này thì nó có ít học viên và anh em có copy của nhau thì thị trường cũng không thể nào mà nát được. Nhưng các bạn hình dung mà xem, bây giờ mà chia sẻ cho hàng nghìn người mà mỗi người có 5 tài khoản hay là 10 tài khoản Clickbank đi. Đó, 10 cái tài khoản mà Instagram để làm Clickbank đi thì như vậy có nát thị trường đúng không? Nên không thể nào mà chia sẻ rộng rãi được. Nên cái lời khuyến nghị ở đây của tôi đó là anh em hãy tham gia vào trong chương trình học viện Clickbank chuyên sâu cùng với tôi. Thì tôi có thông tin đó, ở đây hết rồi. Đấy thì anh em mới cần phải tham dự vào trong chương trình này đi thì tôi có cái cơ hội để tôi giúp đỡ anh em nhiều hơn. Và trong chương trình này tôi sẽ bật mí cho anh em về cái hệ thống free traffic mạnh mẽ không mà anh em hoàn toàn có thể học được và làm theo từng bước một. Rồi, tiếp theo nhé, ở đây này các bạn nhìn thấy này, cái số click vào website của bạn này là 248 lượt click. 248 lượt click thì nó mới ra được một sale. Mới ra được một sale đúng không nào? Nên cái bài học ở đây của chúng ta đó là mình cần phải kiên trì đúng không nào? Đó. Nhưng cái này thì cũng tùy thôi bởi vì cũng có thời điểm mà tôi làm ra một click thôi tôi đã ra được một sale rồi.
ra hẳn được hai upsell nha, là tổng cái đơn hàng đó là 72 đô. Thì tôi đã tự làm cái video đó cho anh em coi rồi nha. Hay có một vài học viên ấy, thì làm 50 click thì ra được một sale. Cái này thì cũng tùy thôi. Đó, và anh em cần phải kiên trì và kiên định với nó. Thì coi như đây là một sale đã hòa vốn tiền học rồi đúng không? Bởi vì một sale này cũng tương đương là khoảng 5 triệu mốt. Nhưng anh em mà hình dung khi mà mình càng làm càng lâu, hệ thống mình càng lớn càng phát triển thì mình càng kiếm được nhiều tiền từ nó đúng không nào? Thì trong cái chương trình này thì tôi sẽ dạy cho anh em về cái cách mà tôi đã tạo được 20.000 đô la thu nhập một tháng như thế nào từ cái công việc kinh doanh cũ nha, dĩ nhiên không phải là Clickbank, nhưng đây chính là cái hệ thống mà tôi sẽ tiết lộ cho anh em trong chương trình Clickbank chuyên sâu này. Tôi chia sẻ cho anh em tất cả mọi thứ về Clickbank, tất cả mọi thứ về cách để phát triển trên free traffic với Instagram, với YouTube, với Pinterest hay là với Facebook mà tôi đang xây dựng. Bên cạnh đó thì tôi cũng chỉ cho anh em về cái checklist và danh sách công việc cần phải hoàn thành mỗi ngày là gì. Đó, anh em chỉ cần nó làm theo nó thôi và kiên trì với nó đều đặn làm đúng đủ đều là như vậy. Tôi cũng sẽ dạy cho anh em về email marketing và tôi là bậc thầy về email marketing rồi. Đó, thì bạn có nhận về email của tôi mỗi ngày không nào? Đấy, tôi chia sẻ cho anh em về chatbot tự động trên Messenger của Facebook. Những cái thứ này là tôi sẽ chia sẻ cho anh em hết trong chương trình Học viện Clickbank nha. Và tôi tin chắc rằng bạn sẽ không thể nào mà tìm được bất kỳ những cái điều tuyệt vời nào, những tuyệt vời này ở trong một chương trình chuyên sâu của bất kỳ ai. Không, ngay cả khi những cái người tại Việt Nam hiện tại đang dạy hoặc là những người ở trên thế giới luôn nha các bạn. Bởi vì tôi đã từng bỏ ra rất là nhiều nghìn đô la để tôi theo học những người này rồi, tiếng Việt cũng có, tiếng Anh cũng có. Mà chúa nhất là học tiếng Anh. Bởi vì sao? Họ nói tiếng Anh mà mình đâu có hiểu đâu các bạn. Và tôi đã phải là thực hành rất là nhiều, coi rất là nhiều tài liệu, đúng không? Và sau đó thì tôi mới đúc kết lại thành những cái kinh nghiệm thực tế của tôi. Và nó phải ra được kết quả rồi tôi mới dạy được cho anh em. Tôi còn tặng cho anh em những cái paid traffic nữa. Bởi vì tôi biết được rằng anh em học những cái này thì anh em thứ nhất không phải là chỉ bỏ tiền ra học, mà anh em cần nó phải là học rất là nhiều, làm rất là nhiều mới ra được kết quả. Thậm chí là nhiều khi trong cái quá trình mà mình thực hành thôi mình đã mất tiền với nó rồi, đúng không nào? Nên trong chương trình này thì anh em được nhận quá nhiều cái giá trị, mà cái học phí thì bây giờ tôi đang có ưu đãi, nó không phải là 1.997 đô, không phải 1.997 đô. Bởi vì khi mà anh em thanh toán là 1.997 đô, đây là cái giá trị thực tế của chương trình. Nhưng tới điểm hiện tại như tôi đã nói thì tôi vẫn còn cái ưu đãi này, nhưng nó chỉ còn lại một số cho anh em nào thực sự khao khát thôi. Không, nên nếu như anh em mà đưa ra quyết định chậm đi, hay là mình đã đưa ra vấn đề, đưa ra khó khăn, thì chắc chắn rằng anh em cứ mãi khó khăn với cái số tiền đó thôi, không bao giờ là mình vượt qua được cái khó khăn đó. Không, nên bây giờ mình phải dám bứt phá ra đi, không, mình đã học đi, bởi vì nó cũng giống như một cái nghề của anh em vậy đó. Không, mình học tập thực sự nghiêm túc, tôi hỗ trợ cho anh em, tôi chỉ cho anh em và tôi chỉ cho anh em cái cách mà tôi đang làm xong máy tính, tôi hướng dẫn, tôi kèm cặp cho anh em và những cái ngách mà tôi đang làm, những sản phẩm mà tôi làm thành công, tôi dạy lại cho anh em cách làm, được chưa? Và anh em sẽ cũng sẽ có quyền để mình truy cập vào trong cái nhóm huấn luyện riêng của tôi. Chương trình này chỉ dành cho những anh em trả phí thôi thì mới được tham gia vào trong group này. Và bên cạnh đó là những cái checklist, các tool, các siêu công cụ tốt nhất để làm với Clickbank. Nó trị giá là 497 đô. Và cái hệ thống siêu lợi nhuận từ free traffic mạnh mẽ này, chắc chắn là không có ai dạy cho anh em điều này đâu. Và trong chương trình của tôi có hơn 50 bài học chi tiết hướng dẫn cho anh em từng bước dễ hiểu, và tôi sẽ tương tác trực tiếp với anh em trên mạng xã hội và anh em có thể tương tác trực tiếp với tôi được. Thì trong cái chương trình này tôi liên tục cập nhật thêm bài học mới, liên tục cập nhật thêm bài học mới để anh em có thể học được nó. Đó, ngoài ra là những cái quà tặng thêm của tôi này. Tôi dạy cho anh em về email marketing chuyên sâu, hướng dẫn cho anh em về cách để tạo landing page và thu hút được khách hàng tiềm năng của mình có tỷ lệ chuyển đổi cao. Tôi dạy cho anh em về cách để anh em có thể xây dựng được chatbot tự động trên Facebook. Và tôi còn chỉ cho anh em những cái cách để mình có thể trả quảng cáo. Ví dụ là Facebook Ads, quảng cáo trên Bing, đó, Bing Ads. Đó. Hoặc là cái cách để mình có thể đi thuê người nổi tiếng trên Instagram, trên YouTube, cách để mình thương lượng, đàm phán, thuyết phục họ như thế nào để mình có được cái giá tốt nhất và hiệu quả cao nhất. Thì đây là những cái phần học tập cho chương trình này này. Thì tôi sẽ để lại cái đường link để anh em có thể tham khảo ở phía bên dưới nhé. Và đây là cái chương trình, toàn bộ cái chương trình mà anh em có thể theo học. Anh em có thể tham khảo cái đường link mà tôi đã chia sẻ cho anh em, rất là nhiều bài học, rất là nhiều bài học mà tôi liên tục mỗi ngày tôi đều upgrade thêm những cái thông tin mới. Tôi sẽ quay lại ở đây. Đó.
thông qua cái phần mà người bạn này bạn ấy làm được kết quả thì cái bài học của chúng ta là gì? Mà không phải là chỉ một người làm được kết quả đâu. Ở đây tôi share cho anh em ấy về một vài anh em khác. Ví dụ ở đây này, cái bạn này bạn ấy làm tới ngày thứ ba thôi mà bạn ấy làm ra được cái kết quả này, cái sale đầu tiên từ cái sản phẩm mà tôi đang chia sẻ. Mặc dù đây mới chỉ là chia sẻ miễn phí thôi nha, mà anh em đã ra kết quả rồi thì hãy hình dung mà xem, nếu như bây giờ mình đầu tư để mình trả phí, mình học cái chương trình này nghiêm túc đi, thì kết quả nó còn ra lớn như thế nào nữa. 19 click ra được một sale rồi nhá. Và đây là những cái kết quả thực tế mà tôi chụp lại. Xin lỗi bởi vì tôi sẽ giấu cái tên lại, không, bởi vì đó là cái quyền riêng tư, tôi sẽ không có phép để tôi chia sẻ cái tên ra. Nhưng nếu khi mà anh em vào trong chương trình huấn luyện chuyên sâu rồi á, thì anh em á sẽ được quen biết với những người này đấy. Đây là một vài cái kết quả học viên này. Anh này á, là làm 4 ngày là ra sale này, 4 ngày, 4 ngày ra một sale. Thì tôi đã từng chia sẻ cho anh em rồi đó, 4 ngày là được sale. Cái bạn này cũng vậy này. Rất là nhiều người á, khi mà rất là ngạc nhiên bởi vì ra được sale á, là mình không biết là mình ra được sale luôn. Đó, được chưa? Thì bây giờ mình tổng kết lại là cái bài học từ case study thành công này là gì? Một người bạn đang sinh sống tại bên Nhật, đang đi làm thuê, không có quá nhiều thời gian, không có máy tính để làm, chưa có kinh nghiệm trước đây mà đã bán được một đơn hàng là 220 đô thì có đáng tuyên dương không các bạn? Thì cái điều đầu tiên đây này, đó là cái tinh thần vượt khó của bạn đấy. Không có máy tính để làm thao tác bằng điện thoại mà vẫn có thể làm được. Nên bởi vậy cái niềm tin là tôi làm được nó rất là quan trọng. Không, chứ nếu như bây giờ bạn chỉ đưa ra tất cả những cái lý do, những cái bao biện cho chính mình thì mãi mãi bạn không thành công được. Nên hãy tập trung vào giải pháp và cái phương pháp để đạt được. Hãy tìm ra xem những cái cộng đồng nào giúp cho bạn đạt được cái kết quả đó. Và mình phải kiên định với cái mục tiêu. Nên khi mà bạn đã làm quá nhiều việc cùng một lúc, mình có quá nhiều công việc mình làm thì chắc chắn bạn không bao giờ có kết quả được. Và một cái điều đây đó là hãy tham gia vào cái cộng đồng mà anh em làm việc nghiêm túc và sẵn sàng giúp đỡ cho nhau và sẵn sàng học hỏi từ nhau. Và cái lời khuyến nghị cuối cùng đây của tôi đó là bạn hãy tham gia vào cái học viện Clickbank chuyên sâu. Đây là lớp trả phí nha. Cái chương trình này, chương trình học viện Clickbank chuyên sâu này thì nó đang có học phí á, của chương trình này á là 1.997 đô. Thì nó đã tương đương á, với cái số tiền đó là gần 50 triệu. Có phải là bạn thấy con số này rất là cao đúng không? Số tiền rất là lớn để tham dự vào chương trình này, đúng không? Gần 50 triệu để học một cái chương trình học. Nhưng tôi tin chắc rằng điều gì sẽ diễn ra nếu như tôi giúp cho bạn nó kiếm được 2.000 đô la thu nhập một tháng. Thì các bạn thấy là do nó có tuyệt vời để đầu tư không nào? Nó xứng đáng để đầu tư không? Rất xứng đáng đúng không các bạn? Không, cái câu hỏi này, cái câu trả lời này tôi nghĩ rằng bạn chính là người trả lời chứ không phải là tôi nữa. Nó có xứng đáng nếu như nó trị giá là 2.000 đô nhưng mỗi tháng tôi giúp cho bạn kiếm được lại 2.000 đô. Ok, đúng không nào? Rất tuyệt vời đúng không nào? Mà thậm chí nha, những người bạn của tôi đã từng học những chương trình của người nước ngoài rồi. Bỏ ra hàng nghìn đô, 2.000 đô la để đi học. Học có 3 ngày thôi. Cuối cùng họ dạy cho các bạn nó làm website như thế nào, đăng ký tài khoản Clickbank nó làm sao. Những cái điều đó tôi dạy các bạn nó miễn phí cũng được nữa, đúng không ạ? Sau đó họ dạy cho các bạn xong cả 1.000 đô la và họ bay về nước, họ không có sự hỗ trợ nào hết. Thì đó là cái mà bạn, nếu như bạn đã đi học bên ngoài thì bạn sẽ thấy được cái nỗi đau này. Hay là nếu như bây giờ bạn bỏ rất nhiều tiền nhưng nhiều khi họ chỉ nói cái lý thuyết cho bạn thôi chứ không có một chút thực tế nào hết, không có thực hành đó. Và trong chương trình này thì tôi cam kết để giúp cho bạn kiếm được số tiền thu nhập như vậy. Và thậm chí một cái điều tuyệt vời ở đây này, khi mà trước khi mà bạn kết thúc cái chương trình này á, thì bạn sẽ có một cái phần đó là phần Super Affiliate. Cái chương trình này thì tôi chưa bao giờ giới thiệu cho các bạn, nhưng đây là cái phần bonus tôi tặng thêm cho các bạn. Và tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết được rằng, để giúp cho các bạn á, trước khi mà bạn đã tốt nghiệp chương trình này này, thì bạn phải thu được lại ít nhất 3 lần học phí mà bạn đã đóng vào chương trình này. Được chưa? Thì đây là cái điều mà chỉ những anh em trong lớp huấn luyện Clickbank chuyên sâu mới biết được thôi. Nhưng cái học phí ngày hôm nay á, thì tôi muốn đưa cho các bạn một cái ưu đãi đặc biệt. Đó là nó không phải là 1.997 đô như tôi đã nói với các bạn, mà học phí lúc này á, là 297 đô. Thì dành cho những ai mà inbox của tôi, inbox của tôi và các bạn á, inbox với cái nội dung á, là tôi muốn nhận ưu đãi học bổng là 297 đô. Đấy, thì tôi sẽ
cho các bạn đó là cái học bổng này là tương đương là khoảng 6 triệu 868 nghìn. Và ngay khi mà các bạn chuyển khoản cho tôi thì tôi sẽ xác nhận nó. Bạn nhớ chụp cái màn hình lại, tôi xác nhận nó. Và sau đó thì tôi sẽ add bạn vào trong group huấn luyện Clickbank chuyên sâu. Và bên cạnh đó thì tôi sẽ cấp cho các bạn cái tài khoản để bạn vào học ngay lập tức. Và dường như những cái sự hỗ trợ giúp đỡ của tôi là thường là hỗ trợ ngay. Thường là ngay lập tức, nhưng mà chậm nhất là khoảng 24 giờ thì tôi sẽ giúp cho các bạn giải quyết được vấn đề. Được chưa? Thì khi mà bạn gặp khó khăn đó thì bạn lại được hỗ trợ từ những anh em học viên trước đây rồi. Họ đã ra kết quả và họ đã có cái kinh nghiệm trước. Được chưa? Và trong cái chương trình này thì tôi tin chắc rằng nó sẽ luôn luôn tạo cho các bạn những cái bất ngờ mà tôi có, nó còn hơn cái lời hứa mà tôi đã hứa với bạn ở đây. Thì hãy inbox của tôi nhé. Cái nội dung là tôi muốn nhận ưu đãi học bổng 297 đô. Và sau đó thì bạn nhớ kèm họ tên cộng với cả số điện thoại. Đó, thì nếu như tôi sắp xếp thời gian thì tôi sẽ gọi điện thoại và tư vấn cho bạn cụ thể hơn. Được chưa? Rồi thì cái video này tôi nghĩ nó cũng khá là dài rồi. Và tôi mong rằng, đúng không? Tôi mong rằng cái sự giúp đỡ của tôi, cái sự hỗ trợ của tôi nó sẽ thực sự có ý nghĩa và nó giúp được cho các bạn ra được cái kết quả. Đó, còn nếu như bây giờ bạn chưa có đủ điều kiện thực sự thì cũng không sao cả. Tôi vẫn yêu quý các bạn như bình thường, tôi vẫn chia sẻ nó ở trên kênh YouTube. Tuy nhiên rằng tôi rất là khuyến khích các bạn để bạn đỡ tốn thời gian hơn, cũng như là bạn sẽ nhận được những cái giá trị tuyệt vời nhất. Và coi như tôi sẽ tìm được những cái người thực sự nghiêm túc để mình ra được cái kết quả lớn hơn, hàng nghìn đô la, 2.000 đô, 5.000 đô, thậm chí là hơn như vậy nữa. Trên công khai thì mình không có dám chia sẻ nhiều, bởi vì có nhiều người sẽ nghĩ như vậy là ảo tưởng. Nhưng cuối cùng cũng đã có những người mà ra được kết quả thực sự rồi, đúng không nào? Họ vẫn ra được cái kết quả là vài trăm đô một ngày. Thì tôi tin chắc rằng sắp tới sẽ còn nhiều những cái bằng chứng cụ thể hơn nữa, sẽ còn nhiều cái mà cái kỷ lục nó còn đột phá hơn được nữa. Và cái người đó hãy là mình đi, hãy là các bạn đi. Và nếu như bây giờ bạn đã ra được cái kết quả đó thì đừng quên nó, gửi cái kết quả đó cho tôi, thì tôi sẽ review nó cho nhiều anh em khác có động lực. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên bấm một nút like video và đăng ký kênh YouTube, bấm vào nút hình quả chuông để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới. Ok, xin chào và hẹn gặp lại 500 anh em. Bye bye.